Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Nhật Kim Anh tủi thân vì con không giống mẹ, chồng cũ liền khoe ảnh quý tử chứng minh. Sau khi chia sẻ con giống bố như đúc, chồng cũ của Nhật Kim Anh đã đăng ngay hình ảnh chụp chung với con trai và nhận được phản ứng thú vị từ cộng đồng mạng. Cách đây vài ngày, nữ ca sĩ Nhật Kim Anh đã chia sẻ về giây phút tủi thân của mình khi con trai giống bố như đúc, không giống mẹ chút nào. Cô chia sẻ, con trai tôi càng lớn càng giống bố, giờ chắc giống bố 99,9%, không có chút nào giống mẹ. Tôi hay nói vui với con, Tin ơi mẹ buồn quá, con giống mẹ cái gì vậy? Và nhận được câu trả lời, Tin giống mẹ ở cái chân cà kheo, khiến người hâm mộ vừa đồng cảm, vừa cảm thấy hài hước về câu chuyện của hai mẹ con. Chồng cũ đăng hình chụp cùng con sau khi Nhật Anh tủi thân, con không giống mẹ. Ngay sau đó, chồng cũ của cô, doanh nhân Bổ Lộc, đã có động thái xác nhận ngầm trên trang cá nhân của mình. Cụ thể, ít giờ trước, anh đã đăng một loạt ảnh cùng quý tử đi xem phim tại quê nhà. Nam doanh nhân viết, anh em tôi hẹn hò tối thứ bảy và nhận được nhiều sự quan tâm của bạn bè lẫn cộng đồng mạng. Trong ảnh, anh và con trai cưng, anh mặc giản dị cùng nhau chụp hình với nhiều biểu cảm dễ thương. Bài đăng của Bổ Lộc nhận được nhiều bình luận như, đúng anh em thật luôn, hai anh em sinh đôi nè, cưng quá, quá tình cảm luôn cơ. Nhưng chồng cũ Nhật Kim Anh không trả lời bình luận nào. Bài đăng của chồng cũ Nhật Kim Anh nhận được nhiều bình luận tích cực. Thậm chí trong khoảnh khắc Bửu Lộc đăng lên bản tin, nhiều bình luận cũng ủng hộ, hưởng ứng, xác nhận là bé Tin giống anh hơn giống mẹ. Giống nhau quá, hai ba con giống nhau như đúc, hai cha con đẹp quá, khiến anh khá thích thú. Bửu Lộc không đáp trả bình luận nào dù được cộng đồng mạng xác nhận ngầm con trai giống anh hơn là giống mẹ. Sau thời gian dài đấu tố giành quyền nuôi con, giờ Nhật Kim Anh và chồng cũ đã bình thường hóa mối quan hệ. Trong một bài phỏng vấn gần đây, nữ ca sĩ chia sẻ, tôi từng đấu tranh suốt mấy năm và theo kiện đến tận tòa án tối cao. Lúc căng thẳng nhất, trong một lần tôi gọi điện thoại với con, anh Lộc dành điện thoại để tranh luận về chuyện học hành của con. Chứng kiến cảnh ấy, bé hét lên, ba mẹ đừng có giành con nữa, con mệt lắm rồi. Câu nói ấy của con khiến tôi sực tỉnh và tự hỏi bản thân, tại sao mình phải làm vậy? Mình tranh giành làm gì nếu nó về với mình mà ngày ngày ủ rũ, âu sầu. Tôi biết con ở với ba sẽ nhớ mẹ, còn ở với mẹ thì nhớ ba. Cả tôi và chồng cũ lúc ấy tranh giành cũng chỉ vì sự ích kỷ của bản thân chứ chưa nghĩ nhiều đến con. Điều đó khiến tôi quyết định chủ động nhún lại và nói với anh ấy, em không kiện nữa, anh cho em thăm con cũng được, không thăm cũng không sao, nhưng hãy cho em biết tình hình của con. Chia sẻ xúc động của cô nhận được nhiều tình cảm từ cộng đồng mạng và người hâm mộ. Nhật Kim Anh, tôi chủ động xin thua để con không chịu tổn thương. Sau cuộc điện thoại định mệnh, cả tôi và anh Lộc ngồi lại nói chuyện với nhau và không kiện tụng gì nữa. Tôi chủ động xin thua để con không chịu tổn thương, Nhật Kim Anh bày tỏ. Nhật Kim Anh thoải mái chia sẻ về mối quan hệ với chồng cũ sau ồn ào và cuộc sống hiện tại ở tuổi U40, không có tham vọng, phải nổi tiếng hơn. Xin chào Nhật Kim Anh, chỉ có thể chia sẻ một chút về lý do đầu tư hoành tráng cho MV Hoa Sương vừa ra mắt. Nhật Kim Anh, tôi là người rất đam mê âm nhạc và điện ảnh nên rất thích đầu tư cho những gì mình đam mê. Cổ trang là một trong những chủ đề tôi thích. Từ thời xưa tôi đã muốn thực hiện một MV cổ trang có sự đầu tư chỉnh chu. Đó cũng là lý do tôi dành nhiều tâm huyết và đầu tư cho MV này. Trước đây thời mới vào nghề thì chắc chắn tôi sẽ mong mỏi nhiều điều. Đến hiện tại tôi không kỳ vọng bài hát sẽ hot hoặc để mình nổi tiếng hơn. Tôi chỉ cố gắng hết sức để mình có một MV chất lượng, bài hát hay, âm thanh tốt để gửi đến khán giả sản phẩm tốt nhất thôi. Tự đánh giá Nhật Kim Anh nghĩ độ nổi tiếng của mình sẽ ở mức nào. Với tôi là mức nằm trong lòng khán giả, không phải là một Nhật Kim Anh quá hot, nhưng cũng không phải là cái tên không ai biết đến. Nhắc đến tên Nhật Kim Anh, khán giả đều biết những bài hát, những bộ phim tôi tham gia thì đó đã là điều tôi hạnh phúc. Với tôi, nghệ thuật là cái nôi và cũng là nồi cơm nuôi nấng mình từ trước đến bây giờ. Tôi vừa được sống trong công việc mình đam mê, vừa kiếm tiền được thì còn gì bằng. Tôi thấy như vậy là đủ và đã toại nguyện rồi. Hình ảnh xinh đẹp quyến rũ của Nhật Kim Anh trong MV Hoa Sương. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.